Cô chú chị xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với chú chị cái lô gỗ Hoàng Dương giống anh em của chú chị. Cái này nó giống nhưng mà nó lâu năm rồi chú chị ơi. Rễ nó bít bộ trơn rồi. Anh vô chậu C8. Chiều cao cây thì tầm hơn 2 tấc của chú chị. Đó. Gốc cỡ ngón tay cái lên nha. Bên em có cung cấp cây giống nhỏ cho chú chị luôn. Và đây. Đó. Rồi, có yêu thích thì xin liên hệ bên em. Mang ý nghĩa là tài lộc, phong thủy rất là tốt cho sức khỏe của chú chị, dòng lá kim đem lại sự thịnh vượng may mắn, phúc lộc nha chú chị. Đó. Nhiều của chú anh chị chơi lá kim chắc chắc biết rồi. Đó, lá kim đó, đem lại phúc lộc, xua đi những gọi là những cái điều không hay đó, rồi đó, cực kỳ luôn. Dòng này đặc biệt là chơi bonsai rất là đẹp của chú anh chị. Đó, bonsai đá bàn rất đẹp, lá thường xanh nha, nó cực đẹp luôn đó. Hàng bên em là màu một cốt rất là đẹp nha. Giờ của chú anh chị có thể chỉnh sửa rễ thêm rất là đẹp nữa. Dòng bên em là gì, biện pháp là nhà là dâm cành, thành ra rễ rất là đẹp như sắp vậy đó. Rồi chú anh chị thấy nhìn dung cái rễ em này, bít bầu trơn. Rồi em chân thành là cảm ơn của chú anh chị xem kênh, có yêu thích thì xin liên hệ bên em có nhiều size cỡ cho chú anh chị cứ mạnh dạn nhắn tin Zalo hoặc là điện thoại bên chị em vào lúc 18 giờ tối. Rồi em chân thành cảm ơn đã xem kênh ạ.